Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý anh chị nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Và hiện tại đây thì Thiên Định đang đứng tại trục đường Hải Âu 03. Và cái trục đường này là trục đường vòng cung ngay đoạn giữa của Hải Âu 03 anh chị nha. Thì chúng ta đi rẽ trái sang bên này thì chúng ta sẽ ra vườn hoa trung tâm tại phân khu Hải Âu. Chúng ta rẽ phải bên này thì chúng ta sẽ ra nhà đệ xe 5 tầng và bên xe buýt. Thì cái trục đường Hải Âu 03 này là trục đường tiêu chuẩn, lòng đường là 7 m, về hè mỗi bên là 3 m, thì tổng đường là 13 m của anh chị nhá. Thì hôm nay Thiên Định đang muốn chia sẻ và giới thiệu với quý anh chị chúng ta một căn tại Hải Âu 03 có diện tích là 146,9 m² của anh chị nhá, 146,9 m², nhưng diện tích xây dựng của nó lên đến 64 m, tại vì những cái căn ngay gần đầu trung tâm thương mại ấy, thì có những video Thiên Định đã giới thiệu rồi, quý anh chị ta chúng ta đã biết là diện tích của nó là 149,4, nhưng mà nó xây được có 60 m thôi. Nhưng mà thằng này thì diện tích 146,9 đấy, coi như là gần 147 m, nhưng mà xây dựng được 64 m hướng đông nam của chị nha, hướng đông nam. Và mặt tiền đoạn này thì nó cũng rộng hơn, mặt tiền đoạn này hiện tại đang là 9,6 m của chị nhá, mặt tiền 9,6 m, diện tích đất là 146,9 và diện tích xây dựng là 64 m² một sàn. Và hiện tại căn này đang có vị trí rất đẹp và giá Thiên Định phải nói là căn này là cái đoạn này là giá căn này đang là rẻ nhất nha anh chị nhá. Tại vì đi ra vườn hoa cũng rất là gần luôn nhá. Ra vườn hoa chúng ta rẽ phải là ra trung tâm của hồ điều hòa 24,5 m luôn. Còn lối này chúng ta ra đến ngã tư chúng ta rẽ trái là chúng ta ra ngay quảng trường Cá Voi và ra đến biển nước mặn của chị ạ. Đấy, vị trí của nó ở giữa rất là trung tâm. Và căn này thực ra là Thiên Định đánh giá luôn là vị trí này thì kinh doanh chưa phải là sầm uất. Thiên Định chia sẻ luôn là cái đoạn này thì tại vì đoạn này nó hơi khuất một xíu. Nhưng nếu như chúng ta mua vừa ở vừa kinh doanh hoặc là vừa để mà chúng ta mở công ty thì những cái vị trí này có cực kỳ hay và cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quý chị chúng ta có thể nhìn thấy là căn biệt thự của chúng ta có cái mặt tiền rất là lớn, mặt tiền 9,6 m anh chị ạ. Hướng đông nam, mặt tiền 9,6 m. Có mùi tội là quý chị chúng ta thấy không? Cái diện tích xây dựng của nó 64 m, nhưng mà nó cũng đã hơn rất nhiều căn rồi. Nó cũng đã hơn rất nhiều căn rồi. Với cái diện tích này thì nó 3 tầng một tum thì quý chúng ta thực ra là nó là căn shop house, cho nên chúng ta có thể là để hàng rào hoặc là chúng ta không dùng hàng rào cũng được. Như các căn bên này quý anh chị chúng ta thấy luôn là cái căn bên này là họ không kinh doanh này. Này, căn này là không kinh doanh, nó xây hẳn hàng rào lên, hai căn cạnh nhau là không kinh doanh luôn nhá. Là đều xây hàng rào lên để ở, đúng không ạ? Thì cái căn của chúng ta kể cả chúng ta mua để kinh doanh đầu tư cũng được, mà không thì chúng ta để ở cũng được nha quý anh chị nha. Căn này hiện tại đang bán với mức giá là 25,5 tỷ bao toàn bộ phí luôn quý anh chị nha. Một mức giá vô cùng hợp lý trong thời điểm này. Nếu quý vị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định. Giá này vẫn có thể đàm phán được nha. Hiện tại là trong tháng Âu, cái giá này là đang là giá thấp nhất. Và để quý vị chúng ta chắc chắn rằng trong thời điểm này là cái giá này là giá đầu tư. Còn để mà hết tháng Âu hoặc là sang đến tháng 8 hoặc là gần đến cuối năm thì chắc chắn với mức giá này thì chúng ta không thể quay lại chúng ta mua được. Tại vì quý vị chúng ta cứ thử chia ra cho Thiên Định biết được bây giờ giá của nó đang chỉ rơi tầm khoảng 160-170 triệu một mét thôi. Một mức giá vô cùng hợp lý trong thời điểm này thì chúng ta có thể đầu tư chị ạ. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định. Những video trước Thiên Định đã giới thiệu rất nhiều căn tại các phân khu như San Hô, Hải Âu, Ngọc Trai đúng không ạ? Nhưng mà video này Thiên Định xin phép được chia sẻ căn này là căn cực kỳ đẹp và giá đang rất hợp lý của chị nha. Ok, Thiên Định xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị ở những video tiếp theo nhé. Thiên Định xin chào.